Xin chào quý vị và các bạn. Đợt mưa lớn vẫn đang tiếp diễn trên diện rộng ở Bắc Bộ và dự báo sẽ còn kéo dài sang cả những ngày đầu tháng 8. Do đó, cảnh báo nước lũ đang lên nhanh trên hệ thống các sông ở Bắc Bộ. Ngoài ra, nguy cơ về sạt lở vẫn ở mức cao, quý vị cần hết sức lưu ý. Cụ thể, lượng mưa trong những giờ tới ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Hải Phòng trung bình từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ chiều tối nay đến ngày 1 tháng 8, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Đây là lượng mưa rất lớn lại xảy ra trên những khu vực đã có mưa liên tiếp những ngày nay. Do đó, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất rất cao ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, thành phố Hải Phòng. Ngoài ra, do mưa lớn, nước thượng nguồn liên tục đổ về, vì thế trên các sông suối nhỏ thượng lưu khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên là từ 1 đến 2 mét. Đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1. Mực nước tại các sông suối ở hạ lưu khu vực đồng bằng sông Hồng, Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm, nguy cơ ngập lụt kéo dài nhiều ngày. Trở lại với thời tiết khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế hôm nay trời mây nhiều, mưa rải rác. Mức nhiệt cao nhất tại đây là từ 32 đến 34 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời nắng sớm và mạnh hơn, nhiệt độ là từ 33 đến 35 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam tiếp tục suy yếu, thời tiết chuyển tạnh giáo, có nắng nhiều hơn với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên sẽ tăng lại ngưỡng 29 đến 32 độ và từ 32 đến 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Trên biển, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7, cấp 8. Với khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam cấp 4, sóng biển dưới 2 mét và mưa dông vài nơi. Những cơn mưa vẫn duy trì trên thủ đô Hà Nội rải rác cả ngày và đêm nay, nhưng khả năng chỉ là những cơn mưa nhỏ, mưa vừa. Do mưa nhiều, trời nhiều mây nên mức nhiệt ngày đêm nay trên thành phố chỉ quanh mức 26 đến 31 độ và trời mát. Ở miền Trung, thành phố biển Đà Nẵng hôm nay dự báo cũng có mưa nhưng thời gian mưa lại lui về chiều và tối. Còn trong ngày trời có nắng, có lúc nắng mạnh. Mức nhiệt ngày đêm nay dao động trong khoảng 27 đến 34 độ. Tương tự ở phía Nam trên thành phố Hồ Chí Minh, mưa dông đang giảm dần, chỉ còn lui về chiều và tối và cũng không còn mưa lượng lớn. Do mưa giảm nên ban ngày trời nắng nhiều và mạnh hơn, mức nhiệt cao nhất trưa nay tăng lên ngưỡng 34 độ, về tối và đêm còn khoảng 26 đến 27 độ. Kết lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong ngày hôm nay. Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng sớm nay, mưa vừa mưa to đã dồn dập chút xuống khu vực Bắc Bộ. Yếu tố gây mưa cho Bắc Bộ lúc này là rãnh áp thấp vắt ngang qua khu vực,
kết hợp với hội tụ gió trên cao sẽ tiếp tục duy trì mưa lớn diện rộng cho Bắc Bộ trong 2 đến 3 ngày nữa. Trong đó, từ sáng ngày 31 tháng 7 đến sáng ngày 1 tháng 8, ở khu vực Tây Bắc và phía Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Do mưa lớn, cảnh báo rất cao nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá và lũ lên trên các sông suối, cũng như tình trạng ngập úng ở vùng trũng thấp. Quý vị cần hết sức chú ý, chủ động đề phòng. Dải mây dông chủ yếu gây mưa lớn ở các khu vực Bắc Bộ nên thời tiết Trung Bộ có xu hướng tốt dần lên. Mưa rào và dông xảy ra chủ yếu vào chiều tối và tối. Ngày nắng có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ở khu vực Bắc Trung Bộ, phổ biến từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ là từ 34 đến 37 độ, xuất hiện nắng nóng cục bộ. Xu hướng thời tiết tốt cũng xuất hiện ở các tỉnh thành phía Nam do đới gió Tây Nam đang hoạt động yếu dần, nên mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng giảm cả về diện và lượng. Còn trong ngày, trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ở vùng cao Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ, và khu vực Nam Bộ phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Trên biển, ngày và đêm nay ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa gió nhẹ và có mưa vài nơi. Bản tin thời tiết cuối ngày 30 tháng 7 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.